đây là lần đầu tiên mà mình sử dụng tai nghe Yamaha luôn. Và nhắc đến tai nghe Yamaha thì nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ, bởi vì là mọi người đã quen rằng Yamaha là một thương hiệu rất là nổi tiếng về sản xuất nhạc cụ này, cũng như là có những cái thiết bị như kiểu các bạn còn nhớ đến đàn organ Yamaha không? Quên rồi đúng không? Và có thể nhắc lại một lần nữa, Yamaha là một thương hiệu có tiếng và thuộc top đầu trên thế giới về sản xuất nhạc cụ này và các thiết bị âm thanh, nên là cái chất lượng âm thanh từ những sản phẩm của Yamaha ấy, có thể nói là chuẩn chỉnh và rất đáng để trải nghiệm cho mọi người. Và với chiếc tai nghe mà mình đang cầm ở trên tay này, vinh số của ông cái Yamaha True Wireless E7B mới, cũng là một cái thiết bị tai nghe True Wireless đến từ nhà và Yamaha đầu tiên mà mình được trải nghiệm luôn, nên các bạn cùng mình thử nhé. Nói đến vỏ hộp thì xinh xắn, chắc chắn và nổi bật với tên sản phẩm này, mã hiệu, màu sắc này. Và bên trong đóng gói mình thấy rất tỉ mỉ, có hướng dẫn sử dụng in họa tiết màu hồng hồng này, siêu xinh nha mọi người. Và hướng dẫn sử dụng ngắn gọn, dễ hiểu, cách kết nối với các thao tác luôn. Bên này thì có cáp sạc và nguyên một bảng size đầu bịt tai, sắp xếp ngay ngắn từ bé đến lớn. Case cùng với tai nghe được bọc chỉn chu trong chiếc túi vải màu đen. Đó. Và nói về phần thiết kế thì mình sở hữu này là em tai nghe Yamaha True Wireless E7B bản màu beige. Ngoài ra có 4 màu basic khác sang và dễ dùng. Với bản màu sắc này thì mình thấy nó rất là trung tính và nữ dùng cũng xinh luôn. Chất liệu vỏ case thì có thể thấy làm bằng nhựa nha mọi người. Nhựa cứng và có một cái họa tiết chấm vân như vân đá ấy. Và màu này thì mình thấy cực kỳ sạch luôn và dễ vệ sinh nữa. Logo Yamaha thì được in chính giữa trên nắp này. Đó, và có đèn LED báo hiệu phần trăm pin ở ngoài này nữa, cũng như là cổng sạc Type-C ở đây. Đó, thiết kế chất liệu màu sắc thì mình thấy hoàn toàn là hợp lý và đẹp. Duy chỉ có một điều là cái case này thì mình cảm giác là nó hơi to so với xu hướng case tai nghe nhỏ gọn hiện nay á. Và em này thì có một cái case mình thấy là hơi dày, để nhét vào túi quần ấy thì nó sẽ bị cộm nha. Và củ tai thì mình thấy thiết kế bề mặt củ tai này thì khá là đẹp, với hai cái hình tròn lồng vào như thế này này. Và có điểm nhấn á là khi xem thêm nhũ bạc của logo và một cái hình tròn nhỏ, nơi này thì là chứa mic nha mọi người. Và với thiết kế công thái học thì cảm giác mình đeo trên tay mình thấy khá là thoải mái, dù trọng lượng một bên tai cũng khoảng là hơn 7g. Đó. Lúc đầu ấy thì mình đeo với cái đầu bịt tai size tầm trung thì mình thấy là nghe nhạc được khoảng 3 tiếng liên tiếp cũng không hề cảm thấy khó chịu hay là đau tai. Và khi chuyển sang đầu bịt tai size nhỏ và vừa thì mình thấy là vừa với tai mình hơn, và nó chỉ đem lại một cái cảm giác mà khít hơn và chống ồn cũng hiệu quả hơn so với cả bịt tai cũ thôi. Tuy nhiên ấy, cái em Yamaha True Wireless E7B này thì đeo lên tai mình nhìn lại có vẻ hơi to đúng không? Và bởi vì là cái phần housing tai nghe này cần một cái diện tích để có thể chứa các linh kiện điện tử bên trong và cả màng loa lớn lên tới là 10mm nữa mọi người. Cũng may là phần củ tai này thì mình thấy khá là nhỏ xinh, và với cái đầu bít tai nhiều kích cỡ để cho là lựa chọn ý, mình thấy đeo vẫn rất là thoải mái. Và bạn nào không quen thì sẽ thấy cái phần housing tai nghe này nó hơi to giống như mình lúc đầu, nhưng mà nếu nhìn kỹ và lâu dần ý, thì chúng ta sẽ thấy là đeo lên giống như một món trang sức, bởi vì cái thiết kế phần housing tai nghe này thực sự là đẹp. Về chất âm thì mặc dù là mình thuộc cái hệ người chơi tai trâu, nhưng mà thực sự cảm giác đeo cũng như là chất âm mà em Yamaha True Wireless E7B này mang lại ấy, khiến mình có thể là vừa ngồi nghe nhạc vừa làm việc liên tục 4 tiếng đồng hồ mà không hề chán như mọi người. Vì Yamaha có công nghệ âm thanh độc quyền là Yamaha True Sound, tức là âm thanh mà những sản phẩm của Yamaha đem lại sẽ có một cái độ chi tiết nó cực kỳ cao và chuẩn xác đến từng âm sắc luôn, mà vẫn đảm bảo cái độ chân thực cho người dùng của chúng ta, như là đang sống trong một cái môi trường như kiểu buổi hòa nhạc này, hoặc là sống luôn trong cái bộ phim mà các bạn đang xem á. Một phần bởi vì là cái tai nghe này này có sử dụng một cái màng loa lớn với hiệu suất cao lên tới là 10mm. Và thực tế thì mình nghe nhạc ở trên em True Wireless E7B này cuốn thực sự mọi người ạ. Và nghe chân thật tự nhiên mà vẫn rất là sống động nhá. Những cái bản nhạc mà mình nghe cho đến những cái đoạn phim mà mình xem thì chất âm phải nói là chân thực, rõ ràng từ cái giải âm và tách bạch giữa âm thanh nhạc cụ và vocal một cách chi tiết và chân thực. Nói chung là bass thì mình thấy là nó vừa đủ để mình gật gù theo, chứ không phải là cái kiểu đẩy lên quá nhiều bass để mà cho nó bập bùng cái lỗ tai đâu. Đó. Hơn nữa thì dù chỉnh âm lượng có nhỏ lý nhí đủ cho một mình nghe trong không gian yên tĩnh, thì cái giải âm thanh được tái hiện rất là rõ ràng và trọn vẹn và không hề ảnh hưởng đến trải nghiệm. Cái này đó chính là phải kể đến cái tính năng Listen Care Advanced, tự động điều chỉnh các tần số theo thời gian thực, đồng thời là sử dụng micro ngoài để mà đo tiếng ồn môi trường xung quanh luôn. Kết quả là cho các giải âm được thể hiện rõ dù ở mức âm lượng thấp. Và hơn nữa thì tai nghe Yamaha True Wireless E7B này còn có tính năng là Listening Optimizer, sử dụng micro đặt ở bên trong tai nghe nhé, để tự động điều chỉnh cho tần số phản hồi phù hợp
hợp với từng hình dạng của mỗi bên tai và cả cái độ vừa vặn của mỗi tai nghe nữa, mang đến cho bạn một cái âm thanh mình phải gọi là, nói chung là tinh chỉnh hoàn hảo. Là tai nghe True Wireless nên là kết nối ở bất cứ nơi đâu thì không thể thiếu tính năng, đó chính là chống ồn chủ động nâng cao ANC được trang bị ở trên em tai nghe này. Một điều đặc biệt là theo thông tin từ hãng ấy, thì công nghệ ANC ở trên chiếc Yamaha True Wireless E7B này là công nghệ chống ồn chủ động nâng cao nha mọi người. Khác với ANC thông thường ở các tai nghe khác là dùng cái sóng đối lập để triệt tiêu tiếng ồn, nhưng mà công nghệ này dùng thuật toán tách tiếng ồn và tín hiệu nhạc, sau đó là triệt tiêu tiếng ồn mà không tác động đến một cái tín hiệu nhạc á. Ôi sao mà nói kiểu nó hơi bị rối. Nói chung là nó sẽ giữ cho âm thanh được thuần khiết và chuẩn xác. Lúc đầu ấy, đeo tai nghe và bật chế độ chống ồn chủ động thì mình thấy là chống ồn chủ động cũng chỉ khoảng 5-60% thôi. Đấy là khi mà mình ngồi quán cà phê ngay cạnh quầy pha chế. Nhưng khi mà mình bật nhạc lên với cái âm lượng là 50% thì chống ồn phải gọi là đáng kể đấy mọi người ạ. Và mình còn không nghe thấy bạn nhân viên đứng cạnh ngay trước mặt gọi hỏi là dọn bàn cho mình mấy lần cơ, thề thật sự. Và có cả chuyển sang chế độ xuyên âm ambient sound. Với âm thanh môi trường xung quanh thì mic sẽ thu to và rõ hơn, nhạy hơn trong trường hợp là chúng ta cần giao tiếp hoặc là đi ngoài đường cần nghe tín hiệu giao thông này, còi xe này. Và cách chuyển giữa chế độ này thì một là các bạn có thể chuyển thông qua kết nối ứng dụng Headphone Connect của Yamaha trên điện thoại, hoặc là thao tác trực tiếp bằng cách là nhấn nút 2 lần phím vật lý bên tay trái. Và tiện nói đến cử chỉ điều khiển tai nghe thì mình có thể là dừng này, phát nhạc, nghe nhận cuộc gọi bằng cách ấn 1 lần nút vật lý bên tay trái, hoặc các bạn có thể tăng giảm âm lượng bằng cách ấn 2 nút vật lý ở bên tay phải. Đó, nhấn đúp 1 trong 2 để có thể là chuyển bài này hoặc là bắt lại. Cá nhân mình thấy nếu như Yamaha làm điều khiển cảm ứng thì có vẻ sẽ dễ hơn. Nút vật lý này nhiều khi tay yếu như mình ấy, mình tác động không đủ lực và thao tác nó sẽ hơi bị khó một xíu nếu như mà phải nhấn đúp 2 lần. Nhưng mà thực ra thì mình nhấn nhiều mình lại quen, tại vì nó khá nhạy. Nói về khả năng đàm thoại thì mình sẽ thử một cuộc gọi cho các bạn nghe trực tiếp nha. Hello, xin chào các bạn, hiện tại mình đang đàm thoại với chiếc tai nghe là Yamaha True Wireless E7B. Ngoài ra có một cái chế độ gaming mode để hỗ trợ giảm độ trễ khi mà chơi game hoặc xem phim. Thực ra thì mình nghĩ bạn nào chơi game Free Fire hoặc là PUBG Mobile sẽ cần. Còn mình là hệ người chơi liên quân ấy, nên là không cảm thấy sự khác biệt rõ rệt lắm. Nhưng mình vẫn sẽ thử test cho các bạn, vẫn đảm bảo giải trí luôn. Về chế độ gaming mode thì mình có thể kích hoạt tắt bật trong ứng dụng hoặc là điều khiển trực tiếp bằng cách là nhấn đúp 3 lần vào nút giảm âm lượng. Bên cạnh đó thì ứng dụng Yamaha Headphone Connect còn cho phép tinh chỉnh âm thanh theo preset sẵn hoặc là custom riêng tùy theo sở thích cá nhân của mỗi người luôn. Ngoài ra thì em E7B này còn hỗ trợ kết nối cực kỳ nhanh fast pairing, nên những bạn nào dùng Android từ 6.0 trở lên ấy, kết nối với em tai nghe này cực kỳ dễ dàng luôn. Và mình dùng với cả iOS cũng rất là dễ khi mà chuyển giữa MacBook hoặc là iPhone. Và nhờ cái kết nối là aptX Adaptive thì cái việc kết nối từ điện thoại đến tai nghe mình thấy rất là ổn định và lại có tiết kiệm pin nữa. À, nói đến đây thì một điểm mình khá ưng về thời lượng pin và khả năng sạc nhanh của em Yamaha True Wireless E7B, mình có thể nghe nhạc liên tục trong 6 tiếng đồng hồ và với tối đa là 22 giờ với cái cây sạc. Ui, nhưng mà sử dụng được 1 tiếng với 10 nút sạc ấy mọi người, rất cần khi mà chúng ta tiện chữa cháy khi mà đem ra ngoài hay phải di chuyển đúng không? Ngoài ra thì em này có kháng nước IPX5 nên là mình thấy là đeo đi tập khi mà đổ mồ hôi hay là đi mưa nhẹ nhàng thì được, nhưng mà mình không khuyến khích là mọi người đem nhúng hay là ngâm nước nha. Kết lại thì bỏ qua một vài điểm trừ nhỏ như là hộp sạc thì hơi to này và điều khiển bằng phím vật lý phải mất thời gian làm quen, thì mình thấy em Yamaha True Wireless E7B này là một chiếc tai nghe có một cái thiết kế sang lạ và chất âm rất là tốt, chắc chắn sẽ khiến nhiều bạn cảm thấy đã tai khi mà trải nghiệm và có nhiều công nghệ cũng như là pin dài hơi. Nhưng mà cái mức giá thì thực sự là nó sẽ hơi tiếp cận khoảng hơn 5 triệu, và thực sự là phải những người mà thích cũng như là chịu chơi, thích trải nghiệm thì mới dám chơi này. Và mức giá như vậy thì Bayo nghĩ là cơ bản thì Yamaha cũng có nổi tiếng về mặt âm thanh chuyên nghiệp rồi. Đặc biệt là khi đặt hàng trên các sàn thương mại điện tử như là Lazada hay là Tiki, từ ngày 29 cho tới 31 tháng 10 thì sẽ nhận được vô vàn ưu đãi hấp dẫn đến từ Yamaha, voucher giảm giá lên tới 200.000 và cả free ship nữa. Các bạn có thể tham khảo link mình để mô tả chi tiết phía dưới nhé. Còn các bạn đánh giá như nào, nghĩ sao về chiếc tai nghe Yamaha True Wireless E7B này thì hãy comment chia sẻ ý kiến phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn đừng quên ấn like, share, chỉ cần subscribe và bấm chuông nhé để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Bye bye.